chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại là 11 giờ trưa nè, em đang ở trên bờ kè sông Mó Cày ở quốc lộ 57 nha. Bờ kè hôm nay ta đã gắn lan can xong rồi hết nha. Gắn xong toàn bộ nguyên cái bờ kè luôn. Có lát gạch thì chưa xong, còn lan can thì đã xong rồi. Bây giờ giấc trưa lên rất là nắng luôn ngay chỗ này. Đang đứng núp dưới mấy cái bóng cây ở ngay khúc này đây. Đoạn này là cái cống nè, cống thoát nước ở đây. Giác này thì chỉ có mấy anh công nhân ở đây thôi á, không có ai đi bộ vào cái giác này. Đoạn xích đằng kia vẫn chưa có lát gạch xong. Ồ, chắc khoảng chừng 100 mét nữa lát gạch xong rồi. Chỗ này bây giờ đi bộ thôi chứ chưa có chạy xe được. Để bữa nào coi lát gạch đồ xong xuôi rồi em chạy xe một vòng trải nghiệm cái chỗ này chứ. Giờ thì cũng còn gạch đá rồi sắt tùm lum hết. Chất đóng dài dài ở đây nè. Cho mới lát tới cái đoạn này kìa. Ở xa đằng kia là cái cây dầu rái á. Cây đó cũng 300-400 năm tuổi ở Mó Cày vậy. Gạch trời rất là nhiều luôn rồi, để dọc. Tầm khoảng chừng 1-2 ngày nữa là ta lát gạch rồi xong cái đoạn này kìa. Bây giờ chỗ này chỉ còn đặt cống ở đây, đặt mấy cái nắp cống. Nay là bãi Tây rồi ha. Chắc khoảng mồi Tây là bắt đầu chạy xe dọc bên cái bờ kè này được.
mấy cái cây ở đây thì cũng bị đổ bê tông rồi, không biết nó có sống nổi hay không, nhà dưới cái gốc. Bây giờ chưa có cây cối gì, rất là nắng. Bên kia là chỗ để mấy cái vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép đồ bển. Bên đó hồi xưa là cái trung tâm dạy nghề học lái xe. Cái quán đối diện bờ kè đa số đóng cửa nghỉ buổi sáng. Đây đa số đồ bán quán nước này. Giác này rất là nắng nên cũng ít người ra đây. Đây là mấy cái nắp cống nè. Ở đây thì em xin kết thúc video á. Là ghé cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem là bờ kè đã gắn lan can rồi. Chứ lại còn một đoạn nữa lắp gạch là xong. Chờ khoảng vài ngày nữa coi nó hoàn thành chạy xe được, em chạy một vòng ở cái đoạn này. Ở đây thì chiều cũng có người đi bộ rồi. Chú anh chị nào ủng hộ Bến Tre 360 thì nhớ đăng ký kênh. Hẹn gặp lại vào những cái video tiếp theo.